Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ tư ngày 13 tháng 1 năm 2021. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 12 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Tân Dậu, tháng kỵ Sửu, năm Canh Tý và ngày hôm nay là ngày hắc đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ mậu tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc tư mệnh giờ canh dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thanh long giờ tân mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc minh đường giờ giáp ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc kim quỹ giờ ất mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc bạo quang giờ đinh dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ kỵ sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Cao Trần, giờ nhâm thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Hình, giờ quý tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Chu Tước, giờ bính thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ. Giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỷ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, thạch lưu mộc, ngày tân dậu, tức can chi tương đồng, thuộc kim, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, thạch lưu mộc, kỵ tuổi, ất mão, kỵ mão, ngày thuộc hành mộc, khác với hành thổ, đặc biệt là tuổi, tân mùi, kỵ dậu, đinh tỵ thuộc hành thổ, không sợ mộc. Ngày dậu lục hợp với thìn, tam hợp với sửu và tỵ thành kim cục, xung với mão, hình dậu, hại tuất, phá tý và tuyệt dần. Vài tuổi xung khác trong ngày, tuổi quý mão, kỵ mão, ất sửu, ất mùi tuổi xung trong tháng tuổi đinh mùi ất mùi và các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên hỷ tốt mọi việc nhất là cưới hỏi sao nguyệt ân tốt mọi việc sao tam hợp tốt mọi việc sao mẫu thương tốt cho việc cầu tài lộc khai trương mở kho sao ngũ hợp tốt mọi việc sao xấu trong ngày gồm có sao thiên ngục sáu mọi việc, sao thiên hỏa, sáu về lập nhà, sao thủ tử, sáu mọi việc, sao câu trận, kỵ về an táng, sao cô thần, sáu đối với cưới hỏi, sao lọ ban sát, kỵ khởi công, động thổ. vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Nam, tài thần, hướng Tây Nam. Sau đây, mời các bạn muốn xem tử vi 12 con giáp thứ tư ngày 13 tháng 1 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ tư ngày 13 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi Tý Chua chúng ta thấy là vận trình của bạn tử tý trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung tí ngọ mạo dậu cho nên với bạn tử tý đang có điểm báo có thể tai họa sẽ dạy đến với bạn trong ngày hôm nay và với bạn tử tý bạn cần phải hết sức thận trọng từng lời ăn tiếng nói của mình không tạo cơ hội cho kẻ tiểu nhân hãm hại ném đá giấu tay những lời đường mật nịnh nọt chưa chắc đã đem lại lợi ích cho bạn tuổi Tý. Vì vậy, bạn đừng có vội tin mà làm theo. Và với bạn tuổi Tý, bạn sẽ không bao giờ biết được bộ mặt thật của những kẻ luôn muốn gây phiền phức cho bạn ra sao cho đến khi kẻ đó gỡ mặt nạ của mình xuống. Hơn nữa, trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Tý, bạn cũng đang gặp ngày có thiên quan giáng họa, còn gây ra rất nhiều áp lực lên đôi vai của bạn. Trong những thời điểm như vậy, điều quan trọng là bạn tuổi Tý cần phải giữ được tinh thần và bản lĩnh vốn có của mình. Đừng có bao giờ đầu hàng trước những khó khăn khi bạn hoàn toàn có thể vượt qua được nó. May mắn là trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Tý, bạn lại đang gặp được ngày có ngũ hành, kim sinh cho thủy vượng. Cái điều này giúp cho vận trình tình duyên của bạn tuổi Tý thêm phần được suôn sẻ những giây phút mệt mỏi nhất của bạn đều có được sự động viên, khích lệ và quan tâm từ người ấy. Bạn mạnh tuổi tí vô cùng là cảm kích và tính đến chuyện lâu dài hơn với nửa kia của mình rồi. Vài tử vi tuổi giáp Tý thuộc kim làm việc cẩn trọng để tránh tiểu nhân lâm lia hãm hại. Tử vi tuổi bính Tý thuộc thủy đề phòng những kẻ nịnh nọt hốt bên cạnh. Tử vi tuổi mậu tí thuộc hỏa không nên vội vàng đưa ra quyết định khi chưa chắc chắn. Tử vi tuổi mậu tí thuộc mộc đừng có đầu hàng trước những khó khăn. Tử vi tuổi canh tí thuộc thổ tình duyên được suôn sẻ đôi lứa tâm đầu ý hợp. Vài đánh giá của bà tuổi tí trong ngày thứ tư này sự nghiệp ba sao tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 4, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Than, tuổi Thìn. tử vi tuổi Sửu thứ tư ngày 13 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Sửu chua chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này nhờ có tam hợp phù trợ cho nên công việc của bạn tuổi Sửu có được những bước phát triển rất chi là thuận lợi cái mối quan hệ xã giao của bạn tuổi Sửu trong ngày này cũng rất chi là hài hòa đây là thời điểm rất thích hợp để cho bạn mệnh tiến hành các kế hoạch ký kết hợp đồng nhằm thu về nguồn thu lợi dồi dào cho mình trong tương lai. Chẳng những công việc của bạn tự Sửu trong ngày hôm nay được suôn sẻ mà cái chuyện học hành, thi cử của bạn cũng đều đạt được kết quả tốt. Nhờ tại lãnh đạo thiên bẩm, bạn tự Sửu dễ dàng trở thành người dẫn đầu trong bất cứ tổ chức nào và năng lực nội trội của bạn giúp cho cả nhóm đều tín bộ. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bà tuổi Sửu, bạn cũng đang gặp được ngày của thực thần xuất hiện, cho nên với bà tuổi Sửu còn mang theo những báo hiệu tốt lành về vận trình tài lộc của mình trong ngày hôm nay. Và ngày này với bà tuổi Sửu cũng đang có được tin báo phúc lộc dồi dào, tiền bạc được dư dôi, có cổ ăn của để là điều bạn mạnh có thể tự hào với mình. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bà tuổi Sửu, bạn cũng đang gặp ngày có ngũ hành thổ sinh xuất chua kim. Cái điều này lại gây ra một số trở ngại trên con đường tình cảm của bạn. Cái mối quan hệ giữa vợ chồng và quan hệ bố mẹ với con cái, quan hệ đôi lứa thiếu đi sự gắn kết, đôi bên không tìm được tiếng nói chung, cho nên lại thường xảy ra những sự mâu thuẫn. Vài tử vi tuổi Ất Sửu thuộc Kim, công việc suôn sẻ, có được cơ hội thăng tín. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc Thủy nên tiến hành ký kết hợp đồng. Tử vi tuổi Kỵ Sửu thuộc Hỏa, tài lộc được dư dôi, có của ăn của để. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc Thổ, học hành, thi cử đều đạt được kết quả tốt. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc Mộc, tình cảm có nhiều trục trặc, hai bên nhiều mâu thuẫn và đánh giá của bà tuổi Sửu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 5, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi dần thứ tư ngày 13 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi dần trong ngày này với bạn tuổi dần bạn là người thông minh bền chí chăm chỉ cho nên luôn được đánh giá rất cao trong công việc nhất là trong ngày hôm nay khi bạn đang có được chính ấn xuôi đường dẫn lối bạn sẽ được cấp trên tin tưởng và trao thêm cơ hội để chứng minh năng lực của bản thân mình. Đó vừa là thử thách, cũng đồng thời là bước đà để cho bạn tuổi dần tiến xa hơn nữa. Và bạn hãy cứ tự tin vào năng lực của bản thân mình. Nếu thấy khó khăn có, bạn hoàn toàn có thể nhờ tới sự giúp đỡ của những đồng nghiệp tuyệt vời bên cạnh mình. Thường ngày, với bạn tuổi dần, bạn hay có thái độ làm người rất hòa đồng, nhiệt tình, giúp đỡ tất cả mọi người cho nên, khi bạn cần sự giúp đỡ, chắc chắn mọi người xung quanh sẽ vui vẻ chung tay góp sức để cho bạn có thể hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi dần, bạn lại đang gặp ngày có kim khắc với mộc, nhắc nhở bạn mệnh tuổi dần, nên bớt chút thời gian để quan tâm tới nửa kia của mình hơn. Thái độ lạnh nhạt của bạn trong những ngày vừa qua đang gây ra nhiều hiểu lầm rất lớn trong lòng người ấy. đừng có vì thiếu giao tiếp kịp thời mà đôi bên lại có cơ sự ngã nghiêng, dao động, mất niềm tin ở nhau. vài tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy được cấp trên đánh giá cao và trao cho được cơ hội để phát huy. tử vi tuổi bính dần thuộc họ nắm chắc được cơ hội được trao để tiến xa hơn. Tử vi tuổi mạo dần thuộc thổ được đồng nghiệp nhiệt tình giúp sức. Tử vi tuổi canh dần thuộc mộc tình cảm có dấu hiệu lạnh nhạt cần hâm nóng kịp thời. Tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim nên tự tin hơn vào bản thân. Và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ tư này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tuất, tuổi hợi. Tử vi tuổi Mão thứ tư ngày 13 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi mão chua cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi mão trong ngày này bạn đang có được báo hiệu bạn có năng lực hành động nhanh nhạy biết cách làm việc lại có giác quan thứ sáu nhạy biến cho nên dù có gặp khó khăn đến đâu đi chăng nữa thì với bạn tuổi mão cũng có thể vượt qua được một cách dễ dàng suôn sẻ Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bà tuổi mão, bạn lại đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình xung, tí ngọa mão dậu, cho thấy với bà tuổi mão, bạn sẽ trở nên ngạo mạn, gây gọ với đồng nghiệp khi có bất đồng ý kiến. Và bạn mệnh tuổi mão khăng khăng làm theo ý của mình mà bỏ ngoài tai những lời góp ý hay là nhắc nhở của người khác nữa. Trong mối quan hệ xã giao của bạn tuổi mão ngày hôm nay, cũng vì thế mà xấu đi. Và bạn tuổi mão, bạn nên chấn chỉnh lại thái độ của bản thân mình càng sớm càng tốt trước khi mọi chuyện rắc rối thêm. Bởi việc xung đột với đồng nghiệp sẽ rất bất lợi cho con đường công danh sự nghiệp của bạn về sau này. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi mão, bạn cũng đang gặp ngày có ngũ hành tương khắc là dấu hiệu cho thấy cái chuyện tình cảm của bạn tuổi mão cũng đang có điểm báo có kẻ thứ ba chiên chân vào đào hoa xấu gây ảnh hưởng tới mối quan hệ của hai bạn khiến cho đôi lứa có sự rạn nứt thất hứa và cả ngoại tình nữa về tử vi tuổi ất mão thuộc thủy có năng lực nhanh nhạy và làm việc thông minh. Tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa họ, nên học cách lắng nghe những lời góp ý dù khó nghe đến đâu. Tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ dễ xảy ra gây gọ với đồng nghiệp vì thái độ ngạo mạn của bản thân. Tử vi tuổi tân mão thuộc mộc mối quan hệ xã giao không được tốt đẹp, không có lợi cho công việc của bạn. Từ vi tuổi quý mão thuộc kim, tình cảm nhiều mâu thuẫn, có dấu hiệu kẻ thứ ba chiên chân vào tình cảm hai người. Và đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu xanh lá, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi hợi, tuổi mùi. Từ vi tuổi thìn thứ tư ngày 13 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi thìn đó, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi thìn trong ngày này đang gặp được ngày thìn dậu lục hợp cho thấy các kế hoạch hợp tác làm ăn của bạn tuổi thìn đều rất chi là thuận lợi và thật là may mắn khi với bà tuổi thìn đã tìm được đối tác đáng tin cậy và có trách nhiệm cho vấn đề chung của cả hai bên để có thể bắt tay nhau lâu dài hơn nữa. Việc làm ăn xuân sẻ mang đến một tài chính ổn định cho bản mệnh tuổi thìn và bạn cũng bắt đầu tính tới những kế hoạch trong tương lai bởi bạn biết nếu không có sự chuẩn bị ngay từ bây giờ thì mọi thứ sau này sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bà tuổi thìn, bạn lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Khuyết điểm của bạn tuổi thìn trong ngày này là thiếu đi sự quyết đoán, dễ bị lung lay quyết định khi nghe lời bàn tán cho nên thường để cho những cơ hội trôi qua mất. Và nếu như bạn muốn thành công thì bạn cần phải thay đổi bản thân mình ngay ngày hôm nay đi bên cạnh đó trong cái vận trình ngày này đối với bạn tử thìn bạn lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng và ngày này với bạn đang có được đào hoa trợ mệnh rất chi là vượng đối với những bạn đang quản độc thân thì có thể đón nhận những điều bất ngờ về chuyện tình cảm đơn phương của mình còn đối với những bạn đã có đôi có cặp thì tình cảm lứa đôi thêm phần khang khít mỗi ngày trôi qua đều rất chi là ngọt ngào và hạnh phúc với bạn. Về tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ có được đối tác tin cậy, việc làm ăn được sung xỉa, tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ, tài chính được ổn định có kế hoạch về lâu dài, tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc cần thêm sự quyết đoán và dứt khoát khi đứng trước lựa chọn tử vi tuổi canh thìn thuộc kim đào hoa vượng sắc tình duyên có tin mừng tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy tương lai nhiều hứa hẹn đang đón chờ bạn ở phía trước phải đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ tư này sự nghiệp 5 sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Thân. Từ vi tuổi Tỵ thứ tư ngày 13 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi Tỵ ạ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi tỵ trong ngày này đang có được báo hiệu nhờ quý nhân dẫn đường trị lối cho nên với bạn tuổi tỵ bạn có thể từng bước vượt qua được những khó khăn trở ngại với mình mọi việc với bạn tuổi tỵ đang dần nằm trong tầm kiểm soát của bạn đây quả là một ngày rất chi là đáng mừng rất may mắn với bạn và với bạn tuổi tỵ những kế hoạch của bạn đề ra đều được thông qua và thực hiện đúng tín độ, đạt được kết quả như mong đợi, không tốn quá nhiều thời gian và công sức. Có thể thấy những nỗ lực trước đó của bạn tự tuổi tỵ đã và được đền đáp xứng đáng. Với sự xuất hiện của kiếp tài chiếu mệnh, trong ngày hôm nay với bạn tuổi tỵ tình hình tài chính của bạn vẫn chưa thực sự được khả quan cho lắm và nhất là trong thời điểm cuối năm có quá nhiều việc cần phải tiêu đến tiền mà khoản thu vào ngày hôm nay với bạn không được dư dả cho lắm là điều vô cùng tiếc cho bạn. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi tỵ bạn cũng đang gặp ngày có ngũ hành, họa kim xung khắc. Cái điều này gây ra một số vấn đề về sức khỏe của bạn trong ngày hôm nay. Và với bà tử tỵ bạn nên tránh làm việc quá sức thay vào đó là có chế độ rèn luyện cơ thể thường xuyên để không gục ngã trong thời điểm gấp rút vào cuối năm này. Về tử vi tuổi ất tỵ thuộc họ có được quý nhân phù trợ vượt qua khó khăn trở ngại với mình. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ công nghiệp công việc có nhiều tiến triển tiết kiệm được thời gian và công sức. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc nỗ lực được đền đáp xứng đáng. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim, kế hoạch về tài chính còn nhiều trắc trở, tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy nên quản lý chi tiêu hợp lý trong dịp cuối năm. Và đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 5, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quế nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi xỉu, tuổi than. Từ vi tuổi ngọ thứ tư ngày 13 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi ngọ, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi ngọ trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông, tí ngọ mạo dậu cái điều này gây ra nhiều bất lợi cho bà tuổi ngọ trong ngày hôm nay. Ngày này đối với bà tuổi ngọ, mọi chuyện không được như ý muốn khiến cho bạn mệnh rơi vào trạng thái mong lung, không biết nên làm như thế nào tiếp theo. Và với bà tuổi ngọ, bạn cũng không có được sự tập trung cần thiết cho công việc, cho nên tín độ và hiệu suất công việc của bạn bị giảm sút một cách rõ rệt. Và với bạn tử ngọ, bạn cần phải cố gắng điều chỉnh lại trạng thái của mình càng sớm càng tốt nếu không muốn cấp trên đánh giá xấu về những biểu hiện của bản thân bạn. Chẳng những vậy, trong ngày thứ tư này đối với bạn tử ngọ, cái chuyện tình cảm của bạn cũng đang có điểm báo gặp nhiều trục trặc. Bạn hy vọng những lúc khó khăn được nửa kia ở bên quan tâm và động viên chứ không phải là luôn nghi ngờ và ghen tuông mù quáng như hiện tại. Thái độ của người ấy cũng khiến cho bạn thất vọng vô cùng. Bên cạnh đó lại đang có sự xuất hiện của tỷ kim chiếu mệnh. Cho nên, với bạn tuổi ngọ muốn thăng tín thì ngoài tài năng của bản mệnh, cần phải xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp, bạn hãy tìm cách mở rộng mối quan hệ của mình hơn nữa vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim gặp nhiều rắc rối trục trặc khó giải quyết tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy thiếu tập trung cho công việc cho nên hiệu quả bị giảm sút tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa cấp trên không thực sự hài lòng về những biểu hiện của bạn tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ tình cảm đang có dấu hiệu rạn nứt đôi bên không có được sự thấu hiểu tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc nên mở rộng các mối quan hệ xã giao của mình và đánh giá của bạn tự ngọ trong ngày thứ tư này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 1 số 6 giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ màu sắc cá tường màu cam màu hồng quý nhân phù trợ tuổi tốt tuổi mùi tuổi dần Tử vi tuổi mùi thứ tư ngày 13 tháng 1 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi mùi Chua chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi mùi trong ngày này đang gặp được ngày có thực thần chứa mệnh Cho nên với bà tuổi mùi đang có được báo hiệu tốt lành về vận trình tài lộc của mình Đặc biệt là đối với những bạn làm nghề tự do, kinh doanh buôn bán rất chi là có lợi Lúc này, bạn mệnh tuổi mùi có thể thử sức với những lĩnh vực mới hoặc là mở rộng quy mô kinh doanh để thu được nhiều lợi nhuận hơn với mình. Và với bạn lĩnh sẵn có cùng với tiềm lực kinh tế hiện tại của mình, không khó gì để cho bạn thực hiện những điều đó. Với bà tuổi mùi, lợi nhuận thu về trong ngày hôm nay khá chi là lớn và bạn có thể yên tâm về tiền bạc của mình rồi. Tuy nhiên, bạn cũng nên có kế hoạch về tài chính cho rõ ràng, biết tiết kiệm, để phòng khi bất trắc, tránh việc bị bất ngờ xảy ra. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi mùi, bạn cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn tuổi mùi trong ngày hôm nay đang có được báo hiệu diện tín rất chi là tốt đẹp. Đôi lứa bên nhau luôn đặt vị trí của người kia lên hết và trao cho nhau niềm tin, cho nên tình cảm ngày càng được khăng khít hơn. Vài tử vi tuổi ất mùi, thuộc kim, tài lộc có nhiều tin mừng, nhất là đối với những bạn làm nghề tự do, kinh doanh buôn bán. Tử vi tuổi đinh mùi, thuộc thủy, có thể thử sức ở những lĩnh vực mới hoặc là mở rộng quy mô kinh doanh với mình tử vi tuổi kỷ mùi thuộc họ nên xây dựng kế hoạch về tài chính rõ ràng chi tiêu cho hợp lý tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ đừng ngại tiếp xúc với những cái mới tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc tình cảm ngọt ngào đôi lứa có được sự thấu hiểu lẫn nhau và đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ tư này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi than thứ tư ngày 13 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi thân cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi thân trong ngày này đang gặp được ngày có thân dậu tương hội nâng đỡ cho nên với bà tuổi thân đang có được báo hiệu đón nhận một ngày với tình cảm rất chi là hài hòa đôi lứa hóa giải được hết mọi hiểu lầm trước đó và càng thêm yêu thương trân trọng nhau hơn trong ngày này đối với bà tuổi thân sự nghiệp của bạn cũng có được những bước tiến thuận lợi. Bạn là người biết cách xây dựng các mối quan hệ xã giao tốt đẹp với đồng nghiệp nhờ sự thông minh và khéo léo bẩm sinh của mình. Chẳng những vậy, trong ngày này với bạn tuổi thân, cấp trên cũng nhận ra được điểm mạnh của bạn là gì và sẽ trao cho bạn giải quyết những nhiệm vụ quan trọng nữa. Bạn tuổi thân, bạn cần phải cố gắng để phát huy bản thân của mình hơn nữa, con đường thăng tín của bạn. Nhờ vậy cũng sẽ được bằng phẳng hơn. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bà Tử Than, bạn lại đang gặp ngày có ngũ hành kim quá vượng lại không tốt cho sức khỏe của bạn. Và với bà Tử Than, bạn cần phải chú ý chăm sóc cho cơ thể của mình nhiều hơn, tránh để công việc và những nỗi lo lắng thường nhật ảnh hưởng nhiều tới tinh thần của mình, sức khỏe vốn là rất quý, bạn đừng có đánh mất nó vì bất cứ lý do nào và tử vi tuổi giáp than thuộc thủy tình cảm có được sự hài hòa hiểu lầm được tháo gỡ tử vi tuổi bính than thuộc hỏa sự nghiệp có bước tiến triển thuận lợi tử vi tuổi mậu than thuộc thổ đồng nghiệp hòa hòa đồng cấp trên đánh giá cao tử vi tuổi canh than thuộc mộc sức khỏe có dấu hiệu không tốt nên chú ý giữ gìn tử vi tuổi nhâm than thuộc kim hãy cố gắng phát huy năng lực khi được giao cho cơ hội với đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ tư này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 4 số 9 giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu bạch kim quý nhân phù trợ tuổi Tý tuổi Thìn tuổi Tỵ Từ vi tuổi giàu thứ tư ngày 13 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi giàu, cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi giàu trong ngày này, bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành, dậu dậu tự hình. Cái điều này cho thấy với bà tuổi giàu đang có điểm báo phải chịu không ít áp lực đè nặng lên vai trong ngày hôm nay. Và những lúc như vậy, với bà tuổi giàu, bạn trở nên khá nóng nảy và dễ bực tức nhất là khi có ai làm trái với những điều bạn mong muốn. Với bạn tuổi dậu cũng đang có xu thế, nói năng mà không suy nghĩ kỹ càng, cho nên dễ gây tổn thương cho những người khác. Bạn mệnh tuổi dậu cần phải chú ý hơn nữa trong lời ăn tiếng nói của mình. Đôi khi lời nói thiếu suy nghĩ kỹ càng, không kiên nệ bất cứ ai sẽ gây bất lợi cho bạn trong công việc về sau này. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bà tuổi Dậu, bạn lại đang gặp được ngày có thiên tài độ mệnh mang đến cho bạn có được sự may mắn về con đường tài lộc. Và với bạn tuổi Dậu, bạn có thể nhận được một khoản tiền thưởng từ trên trời rơi xuống, nhưng chính vì là tiền không chính đáng nên lời khuyên cho bạn là không nên phụ thuộc quá nhiều vào nó. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi Dậu là ngày rất tốt cho việc thu hoạch và cụng kỵ khởi công, xuất hành, an táng. Nếu như bạn có công việc phải xuất hành đi xa thì nên chọn hướng tốt như là hỷ thần và tài thần hướng Tây Nam để hạn chế những rủi ro với mình. Về tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy, nhiều áp lực đè nặng, dễ cáo gắt. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, tránh gây tổn thương cho người khác. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ Nói năng tùy tiện sẽ gây bất lợi cho bạn trong công việc về sau này. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc Mộc có cơ hội phát tài, nhưng tiền đến nhanh cũng đi nhanh. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc Kim cần học cách chấp nhận những việc không được như ý muốn. Và đánh giá của bạn tự Dậu trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1 số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi sửu, tuổi thìn. Từ vi tuổi tuất thứ tư ngày 13 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi tuất Chua chúng ta thấy là vận trình của bạn tử Tuất trong ngày này đang gặp ngày có cục diện Tuất Dậu tương hại cái điều này khiến cho cái mối quan hệ tình cảm của bạn tử Tuất lại không được suôn sẻ như ý muốn ngày này với bạn tử Tuất bạn bè trở mặt người thân mâu thuẫn đôi lứa khắc khẩu hôn nhân như cơm nguội canh lạnh cái điều này như đang thử thách giới hạn chịu đựng của bạn tử Tuất vậy và với bà tuổi tuất, bạn đã quá chán với việc cứ phải hết lần này tới lần khác đi giải thích hiểu lầm. Mặc dù những hiểu lầm đó là do đối phương suy diễn ra mà có, nhưng thái độ bất hợp tác của người kia khiến cho bạn cảm thấy thất vọng vô cùng. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bà tuổi tuất, bạn cũng đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh, quản khiến cho bạn tuổi tuất dễ mắc phải những sai sót trong công việc do tinh thần làm việc của bạn bệ rạc, thiếu đi sự tập trung. Bạn tuổi Tuất, bạn cần phải có trách nhiệm hơn với công việc chung bởi đó là công việc công sức của rất nhiều người chứ không chỉ riêng bạn mà có. Và ngày này với bạn tuổi Tuất á, những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về vị trí đầu đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Vài tử vi tuổi giáp tuất thuộc họ mệt mỏi về tình cảm nhiều trục trặc, hiểu lầm liên minh. Tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ không tìm được tiếng nói chung với nửa kia. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc thiếu đi sự tập trung dẫn đến thiếu suốt trong công việc. Tử vi tuổi canh tuất thuộc kim cần có thái độ trách nhiệm hơn với công việc chung. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy nên sớm chỉnh đốn lại tinh thần bẹ rạc Chạy mạng của mình về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 2 số 7 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi Mão tuổi Dần tuổi Ngọ Từ vi tuổi hợi thứ tư ngày 13 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi hợi, chua chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi hợi trong ngày này đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh. Cho nên với bà tuổi hợi đang có được thái độ làm việc nghiêm túc và nỗ lực, nỗ lực đóng góp cho tập thể trong thời gian qua của bạn tuổi hợi đang được cấp trên đánh giá rất cao. Bạn tuổi hợi có thể nhận được sự khiên thưởng bằng cả vật chất lẫn tinh thần của lãnh đạo trong ngày hôm nay nữa. Với bạn tuổi hợi, bạn hãy tự tin hơn nữa để phát huy điểm mạnh của mình. Tuy nhiên, cũng không nên quá kiêu ngạo có những hành động suy nghĩ coi thường người khác. Và bạn hãy nhớ rằng, khiêm tốn chính là chìa khóa dẫn tới thành công bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bà tuổi Hợi bạn cũng đang gặp được ngày có Kim sinh cho Thủy cái điều này cho thấy vận trình tình cảm của bạn tuổi Hợi cũng có nhiều chuyện biến tích cực đối với những bạn đang còn độc thân thì tìm được người tâm đầu ý hợp với mình có ý định tiến xa hơn trong mối quan hệ về sau này cho mình cơ hội được hạnh phúc bền lâu còn đối với những bạn đã có đôi của cặp đó, thì có được một ngày tình yêu thăng hoa rực rỡ, yêu thương chấp cánh. Cả hai đều quan tâm và chăm sóc nhiệt tình cho nhau vì nhau mà cố gắng hơn trong tương lai và tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa được cấp trên đánh giá cao có thể được khiên thưởng xứng đáng tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ cần giữ thái độ khiêm tốn đúng mực với mọi người tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc nhân duyên hòa hợp đôi lứa luôn cố gắng vì nhau để xây dựng tương lai hạnh phúc tử vi tuổi tân hợi thuộc kim tình cảm thăng hoa đối với những bạn đang quản độc thân thì có cơ hội thoát ế tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy, sự nghiệp và tình cảm được thăng hoa, tạo động lực để cho bạn cố gắng hơn nhiều. Về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cá tường, màu trắng, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi dần, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.